Quý vị, thưa các anh, có lẽ rằng chương trình ngày hôm nay trong một buổi gặp mặt rất ý nghĩa của các anh thì những bài hát được ca ngợi về anh bộ đội Cụ Hồ sẽ luôn luôn mang đến rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những ý nghĩa. Quý vị vừa được đến với bài hát Trái Tim Người Chiến Sĩ đã gửi tặng tới tất cả các cựu quân nhân mặt trận 379 trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì rất nhiều các anh đã vượt những chặng đường rất là xa để trở về với một họp mặt đầy nghĩa và đặc biệt là trở về với quê hương Thái Bình yêu dấu của chúng ta. Và như quý vị đã biết thì mảnh đất quê hương Thái Bình chúng ta là một miền đất thắm tình người và đặc biệt là một mảnh đất có rất nhiều những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được cả nước tôn vinh. Quê hương Thái Bình chúng ta là quê hương của nghệ thuật hát chèo, múa rối nước và rất nhiều điệu múa dân gian đã từng được bạn bè năm châu biết đến. Và ngày hôm nay trong một buổi họp mặt rất là ý nghĩa để gửi tặng tất cả những các anh xa quê với một đặc sản về tinh thần của quê hương chúng ta, đó chính là những làn điệu hát chèo. Thế theo yêu cầu của các anh thì mời các anh hãy cùng hướng về sân khấu để đến với bài hát chèo là niềm tự hào của người dân Thái Bình chúng ta, bài hát quê em điểm hẹn soạn lời Văn Nhân theo điệu đào liếu, và chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu sự tham gia và hiện diện của nghệ sĩ Thanh Hương, xin được giao lưu và phục vụ toàn thể quý vị. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho những đặc sản về tinh thần của quê chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hương. Và tiếp nối cho chương trình văn nghệ chào mừng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của đất nước, với một sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách, bài hát Cung đàn mùa xuân do Minh Ngọc và Thanh Thảo thể hiện. Bao la mầm sông ta ươm xưa
Và tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với núi rừng miền Tây Bắc với một bài hát rất quen thuộc được mang tên Mời Anh Về Tây Bắc, và cũng gợi lại rất nhiều những kỷ niệm của các cựu quân nhân mặt trận 379 ở Tây Bắc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu tiếng hát của Mai Trang. Phát huy truyền thống của một vùng quê hương yêu dấu và anh hùng quê hương Đông Hưng, thì đã có trên 500 chàng trai ra hàng ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Và bây giờ đã là các cựu quân nhân mặt trận 379 trong buổi họp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, để gợi lại những kỷ niệm về ngày đầu lên đường nhập ngũ, xin mời quý vị và anh cùng đến với bài hát Ta Ra Trận Hôm Nay do Minh Ngọc và Thanh Niêm thể hiện.
giữa mùa xuân trên đường ra trận. Chào quê hương nhằm kỷ vương bệnh vương, lời nước non như càng dục xa lòng ta. Vòng qua bao núi ngàn sông rộn vui tiếng ca, không dinh lá mùi trăng lưng đèo gió lộng. Tuổi thanh niên đời hăng say nhựa sông, nhìn suối khe bóng đàn giật đã cày sâu. Ta đi dưới những bàn tay san hô dư đầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước, đôi bên chân ta lên đường thẳng xa. Chập trùng dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ gót mòn đá sai. Ta đi tiếp bước còn dòng ta để còn anh quân xa, chiến trường còn gọi ta để còn anh quân xa. Ta đi giữa những bàn tay san hô dư cầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước, đôi chân ta lên đường thẳng xa. Chập trùng dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ gót mòn đá sai. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn dặm ta đi còn hay buồn xa. Chiến trường còn còn hành quân xa, hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước, đôi chân ta lên đường thẳng xa. Chập trùng dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ gót mòn đá sai. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn dặm ta đi còn hành quân xa. Chiến trường còn gọi ta đi còn hành quân xa. Ta lại hành quân, và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ôn lại một thời kỳ hào hùng của dân tộc với một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, bài hát Nổi Lửa Lên Em với phần thể hiện của nghệ sĩ Thanh Thảo. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Nơi nơi ơi,
hè xanh, niềm vui bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ. Nồi lửa lên đêm, nồi lửa lên đêm, ánh trăng sáng người đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh, dồn dập bước quân hành, lửa cháy lên rồi mang tình em rực rỡ. Xin được tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay, quý vị cùng đến với những giai điệu sâu lắng tại một vùng quê yên bình với một sáng tác của nhạc sĩ Y Phùng, bài hát mang tên Bức Họa Đồng Quê do Tốc Nữ thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vùng này vui vui với khóc lúa mời cho bó cơm cây gầy bao ngày.
dày cô nữ xa 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 em bé đưa miền con đôi hát vũ hoàng còn trăng nhô lên cao soi sáng hơn lối xóm ai nay vui lòng với muôn ngàn câu hò Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng hòa mình với mùa xuân của đất nước và dân tộc và cùng chào đón giờ khắc lịch sử với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài hát Đất nước trọn niềm vui do tất cả nam nữ trình bày, mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm hoa đăng những ngôi người đã đó hoa đời lòng tuyệt vời. Đêm tiếng tin bài bài
cả đất sông đông nhớ rạng rỡ vì đất non. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta mới như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rực sao hôm nay Bác vui mừng hội toàn dân thành đồng ơi sắc son đã bao ngày mòn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Hội toàn thân ngao đất nước ta bay lên xây ngân sông núi ngang ta muốn gieo vang phát cao đời Việt Nam tổ quốc anh hùng ôi quê hương dấu bao nhân gian pha nhau ta mà vẫn ngoan cường dành một ngày toàn thắng đẹp phố. Giải phóng kiên cường đến hoa đăng những mối tươi đã đón hoa đời thắm tuyệt vời đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ biển non. Thưa quý vị, với bài hát đất nước chọn niềm vui để khép lại cho chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi họp mặt ngày hôm nay, và các tiết mục văn nghệ sẽ tiếp tục được đan xen trong chương trình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Thưa quý vị, một lần nữa xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cựu quân nhân mặt trận 379 đã về dự trong buổi họp mặt ngày hôm nay, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc và sức khỏe phúc, chúc buổi họp mặt thành công tốt đẹp và bước sang năm mới năm Quý Mão, trân trọng gửi tới quý vị cùng với gia đình sức khỏe hạnh phúc và chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước, thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng cho các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2023. Và hôm nay, trong một không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân mới, rực rỡ cờ hoa, Hội cựu quân nhân mặt trận 379 nhiệm vụ tháng 3 năm 1987 của huyện Đông Hưng long trọng tổ chức buổi gặp mặt liên hoan giao lưu lần đầu xuân kỷ niệm 36 năm ngày nhập ngũ, mùng 7 tháng 3 năm 1987, mùng 7 tháng 3 năm 2023. Và về dự và cũng để cổ vũ động viên tinh thần cho buổi họp mặt đầy nghĩa ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu các vị đại diện của lãnh đạo địa phương, các tập thể hội cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng đại diện thân nhân các gia đình và đông đảo anh em đồng đội cựu quân nhân mặt trận 379 đã về dự đông đủ. Quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các cựu quân nhân cùng các đồng chí và các bạn, cách đây 36 năm ngày 7 tháng 3 năm 1987, huyện Đông Hưng đã đóng góp cho tổ quốc, cho nước nhà trên 500 chàng trai, các đoàn viên ưu tú sang nhập
quân ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Và đó chính là các cựu quân nhân của các xã trong huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình cũng đang có mặt tại buổi giao lưu họp mặt ngày hôm nay. Và để ôn lại một thời kỳ hào hùng của các cựu quân nhân mặt trận 379 trên những chặng đường mới, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu cựu quân nhân Phạm Xuân Vinh, thay mặt cho ban liên lạc xin được lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc trong chương trình. Xin trân trọng kính mời và xin quý vị đem một tràng hóa tay nồng nhiệt chào đón. Kính thưa các vị đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể xã Hà Giang và thôn Liên Hoàng. Kính thưa các vị đại diện thân nhân các gia đình đồng đội. Kính thưa toàn thể anh em đồng chí. Hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão, trong không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân năm mới rực rỡ cờ hoa, Hội cựu quân nhân mặt trận 379 nhập ngũ tháng 3 năm 1987 của huyện Đông Hưng long trọng tổ chức gặp mặt liên hoan giao lưu đầu xuân kỷ niệm 36 năm ngày nhập ngũ, mùng 7 tháng 3 năm 1987, mùng 7 tháng 3 năm 2023. Ban tổ chức chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các đoàn đại biểu về dự buổi liên hoan giao lưu hôm nay, gồm có các vị đại diện lãnh đạo địa phương, các tập thể hội cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng đại diện thân nhân và các gia đình, đông đảo anh em đồng đội đại diện cho trên 500 anh em đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể anh em đồng chí đã về dự buổi liên hoan giao lưu hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể anh em đồng chí năm mới Quý Mão dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh. Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, cách nay 36 năm, ngày 7 tháng 3 năm 1987, huyện Đông Hưng đã đóng góp cho nước nhà trên 500 chàng trai nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là anh em đồng chí chúng tôi đại diện cho các xã trên huyện Đông Hưng và thành phố đang có mặt tại buổi liên hoan giao lưu hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, sau thời gian 3 tháng huấn luyện gian khổ tại thao trường Đập Neo, huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, chúng tôi được thuyên chuyển phiên chế về mặt trận 379 Bộ Quốc phòng, đặc trách đảm nhiệm nghĩa vụ quốc tế phòng thủ tuyến biên giới phía Bắc nước bạn Lào và khu vực biên giới Tây Bắc nước ta. Thưa quý vị, nước ta từ sau năm 1975 đến năm 1989 tuy đã thống nhất, nối liền hai miền Nam Bắc, nhưng vô cùng gian khổ cả về quân sự và kinh tế. Về quân sự, hai đầu biên giới Tổ quốc luôn phải căng mình đương đầu với hai thế lực hung hãn là bè lũ Pol Pot, Yên Sari và bành trướng Bắc Kinh. Trong nước thì các tổ chức phản động ra sức chống phá như Đảng Lưu Vong Việt Tân, Thủy Vàng Bao, Phỉ Phô Rô. Ngoài Biển Đông thì tranh chấp biển đảo với các nước trong khu vực luôn trong trạng thái căng thẳng. Về kinh tế và ngoại giao, đế quốc Mỹ và chư hầu ra sức bao vây cấm vận, hòng bóp nghẹt nước ta trong đói khổ. Toàn quân, toàn dân ta trong những năm ấy luôn sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Thưa quý vị, chúng tôi những chàng trai xuất thân từ nông thôn đồng bằng, lần đầu xa nhà lại sống trong môi trường quân đội đặc biệt, đó là mặt trận 379, đóng quân nơi rừng sâu núi thẳm dày đặc bối vắt, ruồi vàng, bọ chó, gió tây tràng. Sơn Lam chướng khí mịt mùng nên đã làm cho anh em ngã nước mắc rất nhiều bệnh do lạ thông thổ, đặc biệt là các bệnh ngoài da, nguy hiểm nhất là bệnh sốt rét. Trong thời điểm ấy, nước ta bị cấm vận kinh tế, lương thực, thực phẩm, thuốc men còn vô cùng thiếu thốn. Tuy không trực tiếp hứng chịu bom đạn quân thù nhưng cũng đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ của mặt trận 379 bị virus sốt rét quật ngã, và các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi nghĩa trang Đồi Độc Lập của tỉnh Điện Biên. Trong đó có Trung úy Hào quê Sơn La là trung đội trưởng V2K8 của tôi. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn vất vả ấy, nhiều lúc bi quan tưởng chừng không vượt qua nổi, được sự động viên trực tiếp của các thủ trưởng đơn vị cùng lời động viên của gia đình qua những lá thư gửi đến từ quê nhà, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Năm 1989, Đảng và Nhà nước ta đã có sự đổi mới chính sách đối ngoại, tình hình cục diện chính trị quốc tế có sự thay đổi,
nên chúng tôi đã được Bộ Quốc phòng giải quyết cho xuất ngũ trở về địa phương trước thời hạn 1 năm. Kính thưa quý vị đại biểu, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, chúng tôi mỗi người mỗi ngả tiếp tục hành trang sự nghiệp đời mình. Người ở lại quê thành lập gia đình xây dựng quê hương, người lại tiếp tục khoác ba lô rời quê đi lập nghiệp nơi quê hương mới. Năm 2012, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chúng tôi đã được thụ hưởng chế độ QDTTG62 dành cho cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ quân sự quốc tế tại hai nước bạn Lào và Campuchia cùng các khu vực chiến trường biên giới hải đảo từ tháng 2 năm 1989 trở về trước. Đại đa số anh em chúng tôi đã được thụ hưởng chế độ 62, nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều anh em do sơ suất trong việc bảo quản hoặc vì lý do khác đã bị thất lạc giấy tờ liên quan nên chưa được thụ hưởng chế độ đặc biệt này. Nhân đây chúng tôi cũng tha thiết kính mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hồ sơ giải quyết chế độ để anh em đồng đội của chúng tôi không bị thiệt thòi về quyền lợi chính trị lúc tuổi già. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, trong tiết xuân năm mới đầm ấm tình cảm sâu nặng, hôm nay chúng ta gặp lại nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm thời trai trẻ nơi miền biên cương xa xôi của Tổ quốc. Mặc dù thời gian đã lùi xa 1/3 thế kỷ, nhưng tình cảm đồng chí đồng đội vẫn in đậm trong mỗi chúng ta đang có mặt tại đây. Cách nay 36 năm chúng ta còn là những chàng trai non trẻ tuổi đời 19 đôi mươi. Hôm nay tất cả đều đã qua cái tuổi thức ngũ thập chi thiên mệnh. Mái đầu ngày nào còn xanh mượt nay đã ngả màu pha xương. Đại đa số đã lên chức ông nội ông ngoại, con cháu sum vầy thật hạnh phúc biết bao. Trong thời khắc đầm ấm được nghĩa tình đồng đội này, chúng ta hãy cùng nhau dành một phút lắng đọng tình cảm, hồi tưởng tới các bậc thủ trưởng đơn vị và anh em đồng đội hiện đang sinh sống khắp các miền Tổ quốc do bận công việc hoặc vì đường xá xa xôi đã không về dự buổi liên hoan giao lưu hôm nay cùng chúng ta. Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, trên tinh thần tất cả vì đồng đội để có một buổi liên hoan giao lưu long trọng hôm nay, ban đại diện chúng tôi đã bàn bạc tuyên truyền và thông báo rộng rãi từ cách đây gần nửa năm, được sự đồng thuận của đông đảo anh em đồng chí đang sinh hoạt trong nhóm Facebook Hội Đồng Ngũ Mặt trận 379 huyện Đông Hưng nhập ngũ 7 tháng 3 năm 1987, và đặc biệt là sự nhiệt tình của các đồng chí Phạm Duy Hùng, Trần Văn Đức, xã Đồng Hà, đồng chí Phạm Văn Vinh, xã Đồng Động, đồng chí Lại Bá Giang, xã Đông Vinh cùng rất nhiều các đồng chí và gia đình đã công tác giúp đỡ ban đại diện triển khai tổ chức thành lập ban tổ chức sự kiện long trọng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ đóng góp đó của các đồng chí và gia đình. Xin chúc các đồng chí và gia đình cùng các vị khách quý mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc buổi giao lưu liên hoan hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và các đồng chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trường Sơn nơi đây Trường Sơn. Phần thể hiện của hai giọng hát Thanh Liêm và Thanh Hương. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì những ca khúc cách mạng luôn là niềm tự hào của dân tộc bởi nó gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Trong những năm tháng rẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và lòng phơi phới dậy tương lai thì thưa quý vị là những bài thơ, những bài hát để thể hiện là hai tâm hồn, những tình yêu lứa đôi, thể hiện hai tâm hồn hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả. Và chúng ta vừa được đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài thơ Phạm Tiến Duật, hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, rất là ý nghĩa trong buổi họp mặt ngày hôm nay. Và các tiết mục văn nghệ cũng sẽ tiếp tục được đan xen trong chương trình. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và kính thưa quý vị, về dự và cũng để cổ vũ động viên tinh thần cho buổi họp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay, các quý vị đại biểu khách quý cũng có những bó hoa tươi thắm về để chúc mừng cho ban liên lạc, ban tổ chức. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Minh Đường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hà Giang, thân đến tặng hoa cho ban tổ chức. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu quân nhân Phạm Duy Hùng, xin được đại diện cho ban liên lạc chân lên nhận hoa từ khách mời. Xin trân trọng kính mời. Xin quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Minh Đường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hà Giang. Và tiếp theo chương trình tặng hoa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Châu, đại diện cho các gia đình thân nhân của các cựu quân nhân đến dự và có bó hoa tươi thắm về chúc mừng cho ban tổ chức và ban liên lạc. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời anh cựu quân nhân Phan Duy Hùng, đại diện của ban liên lạc lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời.
một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn. Và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay cũng xin được đại diện cho các cựu quân nhân ở nơi xa vượt một chặng đường để trở về với buổi hội khóa ngày hôm nay, muốn nói lên những cảm xúc của mình với các đồng đội của mình sau một thời gian gặp mặt. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu quân nhân Phan Duy Hùng sẽ lên sân khấu của chúng tôi để có những tâm sự với toàn thể quý vị. Xin quý vị hãy xem một tràng pháo tay hân hoan chào đón. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí thuộc quân đoàn 379, sư đoàn 379, là một người con sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hà, nay là xã Đông Hà Giang, huyện Đông Hưng. Ngày 7 tháng 3 năm 1987, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã cùng hơn 500 anh em huyện Đông Hưng gia nhập quân ngũ và đã cùng gắn bó trong một quãng thời gian tại ngũ, tại mặt trận 379. Từ tháng 2 năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tôi lại tiếp tục hành trang lập nghiệp xây dựng quê mới tại tỉnh Đồng Nai. Thời gian thấm thoát đã trên 35, anh em đồng chí đồng đội chưa gặp lại, tưởng chừng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Hôm nay, trong không khí đầu xuân năm mới, anh em đồng chí lại được gặp, hồi tưởng ốt kỷ niệm trong một thời trai trẻ, và rất tự hào và xúc động biết bao. Trong phút giây tình cảm sâu lặng này, không biết nói gì hơn thay mặt cho anh em xa quê, xin cảm ơn ban tổ chức đã dành một tâm huyết tổ chức buổi liên hoan giao lưu hôm nay để anh em đồng chí chúng tôi hội ngộ hơn 30 năm xa cách. Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng anh em đồng đội luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tình đồng đội muôn năm. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn phần thể hiện của top nữ với bài hát Lá Xanh của nhạc sĩ Hoàng Hiền, và xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của cựu quân nhân Phạm Duy Hùng. Và để đem tiếp theo chương trình của buổi họp mặt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cựu quân nhân Phạm Xuân Vinh sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị. Xin một lần nữa trân trọng kính mời. Kính thưa các vị khách quý, thưa các đồng chí và thân nhân gia đình, sau thời gian 2 giờ đồng hồ tổ chức liên hoan văn nghệ, đọc diễn văn, phát biểu cảm tưởng, phần 1 chương trình gặp mặt liên hoan giao lưu đến đây đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, đại diện lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu, đại diện thân nhân gia đình, các vị đại diện cho anh em hội cựu quân nhân mặt trận 379 niên hạn 1985, cùng toàn thể anh em đại diện cho trên 500 anh em huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình đã dành tình cảm và thời gian về dự buổi liên hoan giao lưu hôm nay. Trân trọng cảm ơn các thủ trưởng đơn vị và tập thể hội đoàn mặt trận 379 đã gửi hoa và lời chúc mừng tới anh em đồng chí chúng tôi trong chương trình liên hoan hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, ca sĩ của nhà văn hóa huyện Đông Hưng đã về dự biểu diễn văn nghệ chào mừng và giúp đỡ chúng tôi tổ chức chương trình này. Trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo và nhân dân thôn Liên Hoàn đã tạo điều kiện cơ sở vật chất giúp đỡ chúng tôi về công tác tổ chức. Đặc biệt trân trọng cảm ơn một người con ưu tú của thôn Liên Hoàn hiện đang định cư tại tỉnh Đồng Nai, đó là đồng chí Phạm Duy Hùng, đã tham gia đồng sáng lập và cùng tài trợ tổ chức chương trình này. Xin cảm ơn các đồng chí trong thôn Liên Hoàn cùng toàn thể các đồng chí đã tham gia công tác hậu cần cùng ban tổ chức giúp chúng tôi tổ chức thành công sự kiện này. Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng các đồng chí và gia đình năm mới Quý Mão mạnh khỏe hạnh phúc, muôn sự cát tường và sự hanh thông, tình đồng chí đồng đội muôn năm. Chào thân ái và xin cảm ơn. Nội dung chương trình phần 1 đến đây đã kết thúc. Sau đây chuyển sang phần 2, xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể anh em đồng chí lưu lại dùng bữa cơm thân mật cùng anh em chúng tôi. Và trước khi quý vị chúng ta đến với chương trình liên hoan ẩm thực thì sau đây đại diện sẽ cùng với chúng tôi ạ. Lính 379 thì cứ cảm ơn ban liên lạc Vinh, ông Hùng. Cảm ơn. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng hát vang một bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, Hát Mãi Khúc Quân Hành, do tất cả đàn nữ trình bày. Đời mình là một vùng quân hành. Xin mời các anh hãy vỗ tay cùng tôi. Bài ca chiến sĩ ta ca vang trên biên quan tháng bảy, lượn bay trên núi rừng biên cương tây nơi đảo xa. Của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền đã khép lại cho các tiết mục văn nghệ chào mừng cho buổi họp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho các người làm chương trình, các nghệ sĩ và các ca sĩ có mặt trong chương trình buổi họp mặt ngày hôm nay, trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý, gửi tới các cựu quân nhân của mặt trận 379 lời kính chúc sức khỏe, phúc và chúc chương trình thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.